Alo, alo, chào bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cái thằng Stream trong Java. Đó, thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn những cái phương thức như kiểu những cái phương thức của thằng Stream, nó như kiểu thằng onMat. Trước là làm cái thằng onMat đúng không? Đấy, làm thằng onMat. Ok, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài phương thức khác. Đấy, một vài cái function ấy, một cái gọi là cái nếu như mà để mô tả thì các bạn đúng là các bạn cảm cứ nghĩ cứ tưởng tượng hàng ngày đó là một cái bí kíp võ công đi đấy, và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn vài cái những cái chiêu thức khác ở trong cái bí kíp võ công đấy, trong đấy có rất nhiều chiêu thức. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ vào nhá, mình sẽ tạo ra cái đi vào code luôn này đấy. Gọi để ví dụ 4 đó, thì ở lần này cái phương thức đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn nó chính là phương thức tìm số lớn nhất, tìm số lớn nhất và tìm số nhỏ nhất. Tìm số lớn nhất và tìm số nhỏ nhất. Ok, thì ví dụ nhá, bây giờ mình sẽ khai báo một cái mảng int này, int arr đó, bằng new int, sau đó mình sẽ xin phép mình copy cái code trên này. Đấy, copy một ít code ở trên này. Đấy, mình paste xuống dưới để mình sử dụng. Ok chưa? Đó, thì để phương thức bình thường các bạn tính ấy, các bạn tính tổng tìm ra cái số lớn nhất thì các bạn có thể lại dùng vòng for đúng không? Nên như kiểu mình sẽ làm ví dụ nhá. Int số bé nhất. Đấy, số bé nhất chẳng hạn. Đấy. Bằng 0. À không, bằng arr đầu tiên. Đầu tiên mình để mặc định là cái số tìm số bé nhất này, tìm số bé nhất. Ok, tìm số bé nhất này. Mặc định đầu tiên là nó sẽ là thằng đầu tiên, thằng số 0 đi. Đấy, mặc định đầu tiên cái số bé nhất mình sẽ cho 0, sau đó mình chạy một vòng for đúng không? Mình chạy vòng for kiểm tra xem nếu như mà sau đó mình kiểm tra nếu như cái số bé nhất kia của mình vẫn lớn hơn cái thằng phần tử thứ y đấy, thì số bé nhất sẽ bằng cái phần tử thứ y của cái thằng mảng kia, của cái mảng arr này đó. Sau kết thúc vòng for thì mình sẽ system.out.println, nó là hiển thị ra cái thằng số bé nhất đúng không? Đấy. Rồi, mình chạy chương trình này. Đấy, đây là cách 1 này. Đấy. Đấy, thì nó sẽ tìm ra cái số bé nhất là số 1. Đấy, ví dụ mình sửa đây thành số 16 đi, chạy lại đi. Đấy, thì nó sẽ tìm ra cái số bé nhất là số 2, ok chưa? Đấy thì là cách thông thường đấy, hoặc là các bạn có thể dùng cách thứ hai là các bạn cũng có thể dùng cái thằng stream array.stream đấy, nó thông qua dòng lệnh này. Đầu tiên các bạn cứ gọi cho mình system.out.println hiển thị luôn này, các bạn gọi này array.stream stream. Mình thao tác với mảng nào thì mình truyền vào mảng đấy nhá. ARR mình thao tác với thằng ARR đúng không? Đấy. Đấy, sau đó xong rồi, đầu tiên là team thao tác với mảng AR, và tiếp đến nữa là mình muốn tìm ra cái số bé nhất thì mình sẽ thông qua hàm min. Đó. Xong, đấy nó chỉ là một dòng lệnh thôi, khá là nhanh và đơn giản. Đó, thì nó hiển thị ra đây số bé nhất là 2. Đó, thấy chưa? Và trên này các bạn cũng phải khai báo một cái biến số bé nhất sc đi đấy, bằng đấy, bạn copy thằng này paste trên này chấm phẩy, rồi nó sẽ báo đỏ thì nó sẽ báo đỏ bởi vì là báo lỗi đỏ bởi vì cái hàm min này đấy, các bạn kích vào, các bạn code này, kích vào thì các bạn thấy nó đang trả ra một cái thằng, nó thằng orbital in đấy, orbital in. Ok, thì để lấy được thì các bạn chấm thêm cho mình get as in, đấy là chuyển nó về kiểu int đó, và đây mình sẽ hiển thị là cái số bé nhất,
số bé nhất SC à? Đó, rồi mình bấm run này. Đấy thì nó sẽ được ra như này. Đấy, nó trả ra đúng cái số 2 cho các bạn luôn. Đó, thì đây là cái cách tìm số bé nhất. Thì còn đây tiếp theo nữa là tìm số lớn nhất. Trong cái mảng này thì tìm kiểu gì? Đó, ok ra. Rồi mình sẽ copy, mình paste vào đây. Ừ, mình paste vào đây. Và bây giờ mình sẽ sửa nhá, cái này là số lớn nhất đúng không? Số lớn nhất. Paste xuống dưới này, số lớn nhất. Và bây giờ thay vì mình dùng cái hàm min đúng không? Thì mình sẽ dùng cái hàm max. Hàm max. Đó. Rồi, run này. Thì cái số lớn nhất sẽ ra trả ra là 16. Đấy, ok chưa? Đấy, các bạn thấy cái sử dụng cái thằng stream này nó cái khái là nó làm gọn cốt hơn bao nhiêu ấy. Rồi. Đó. Rồi đấy là cái thằng tìm số lớn nhất và tìm số bé nhất. Thì như những cái ở video hôm trước mình hướng dẫn các bạn cái thằng for x, for x đâu nhỉ, for x đây, thằng for x này, để tương tác với một mã, một cái số ở trong này, một cái số ở trong này đấy, một cái số ở trong này. Thì giờ mình muốn tương tác với hai cái số trong một mã thì như sẽ làm như nào? Ví dụ như kiểu là mình muốn tương tác số 3 với số 6 à. Đấy, xong tiếp theo là số 6 đến số 12, số 12 với số 9 thì sẽ làm như thế nào? Thì ở đây nhá, trong cái thằng này nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái thằng đó, một cái thằng nó tên là Reduke. Mình không tiếng Anh mình không giỏi lắm, mình không rõ Reduke nó sẽ viết như nào, nhưng mình sẽ đi vào ví dụ nhá. Đây mình sẽ đi vào ví dụ. Đầu tiên mình sẽ khai báo một cái mảng Reduke đây. Đấy, nó chính là thằng này đấy. Mình khai báo một cái mảng kiểu int này. Đấy, bằng new int, và mình truyền vào đây bốn số đi, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. Chấm phải này. Rồi, sau đó mình khai một cái bóng mình muốn in in tính tổng. Tính tổng. Bình thường tính tổng thì các bạn có thể dùng cái hàm cao á, cái hàm cao ở video trước mình cũng hướng dẫn các bạn ấy. Đấy, gọi hàm cao này. Đúng không? Mình không nhớ rõ là đây. Mình có thể tính tổng thông qua cái hàm sum 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 hàm cao, sorry các bạn nhé. Sum. Vào đây các bạn có thể tính tổng theo cách khác. Đấy, bằng cũng gọi cái array chấm stream. Mình thao tác với mảng arr1 đúng không? Đấy, sau đó các bạn chấm tiếp cho mình gọi ra cái hàm reduke. Đó, ok chưa? Reduke. Khá nó cũng khá là nhanh. Đấy. Thì trong reduke các bạn xóa cái ngoặc này đi. Đó. Rồi các bạn trong này các bạn khai báo cho mình hai biến này. Hai biến x và y. Đấy, tương đương với lại hai biến theo thứ tự từng phần tử một trong này, ví dụ 1 2 2 3 3 4 này. Đấy. Rồi sau đó xong rồi, các bạn cho mình cái mũi tên. Enter. Rồi sau đấy thì ở đây các mình sẽ viết cộng với y chẳng hạn. Đấy. X cộng với y chẳng hạn. Rồi sau đấy mình chấm phẩy đây. Nó đang báo đỏ. Hình như không cần ngoặc, không cần ngoặc, không cần ngoặc, không cần ngoặc. Không cần ngoặc, không có ngoặc, không có ngoặc. Sorry các bạn nhé. Không có ngoặc. Rồi ok. Sau này đây nó đang báo nó đang báo đỏ bởi vì thằng này nó bởi vì cái thằng Reduke nó cũng trả ra một kiểu là orbital in. Đấy. Nên là đây các bạn cũng chấm as in rồi. Đấy, là nó sẽ tương tác với cái bìa, nó sẽ tương tác với hai biến một trong này, và nó sẽ lấy ví dụ các bạn cần tưởng tượng ấy, nó sẽ lấy số 1 cộng với số 2 ra được kết quả là 3, sau lấy 3 cộng tiếp với lại 3 ra kết quả là 6, 6 6 cộng tiếp với 4 sẽ ra kết quả là 10. Đấy. Thì cái thằng này hôm nay nó sẽ lấy hai cái biến, nó hai lấy hai cái biến đầu tiên tương tác hai biến đầu tiên, sau đó tạo ra biến mới chẳng hạn. Đấy, tạo ra biến mới xong rồi tiếp theo đấy là từ cái biến mới đấy nó lấy ra cái biến tiếp theo. Đấy, nó lấy biến tiếp theo
để nó tương tác với lại cái kết quả mà hai cái thằng kia vừa trả rồi. Đấy, xong nó sẽ cứ lặp lại cho đến khi nào hết thì thôi. Đó, ok chưa? Đấy thì ở đây mình sẽ system.out.print. Mình sẽ hiển thị ra cái biến tính kia. Đó, CTF6 à. Đấy, như các bạn thấy thì nó hiển thị ra ở đây là số 10. Đó. Đó thì đây là một cách viết thông thường nhá, hoặc các bạn có thể sử dụng một cách viết thứ hai. Đấy, sử dụng cách viết thứ hai. Đấy. Mình sẽ xin phép mình sẽ comment hai dòng này lại. Đấy. Cách viết thứ hai của cái thằng Reducer. Đấy. Đấy. Thì ở đây nhá, các bạn enter cho mình. Rồi các bạn mở một cái dấu ngoặc nhọn ra. Dưới này cũng các bạn cũng sẽ cho một dấu ngoặc nhọn. Ok, nó đang báo đỏ bởi vì là cái phương thức giữa hai số x và y này nó cần một cái trả về, cần một cái return. Đấy, ví dụ ở đây cần một cái return 1 này. Đấy. Thì ngay lập tức nó sẽ không báo lỗi nữa, đúng chưa? Đấy. Bây giờ mình bấm run thì theo các bạn kết quả sẽ ra được ra gì? Đấy, nó chỉ ra một thôi. Đấy, nó chỉ ra một thôi. Bởi vì nhá, nếu như mà mình bây giờ thao tác các bạn thử nữa. Thao tác của 1 và 2 mình trả ra một. Tiếp theo là thao tác của 1 và 3 cũng trả ra 1, thao tác của 3 1 và 4 này, nó cũng trả ra 1. Đấy, nó không có gì thay đổi cả. Nên đây ví dụ bây giờ mình kiểm tra, nếu như trong này mình kiểm tra nếu nếu như cái biến x kia của mình mà chia phần trăm cho 2 mà bằng bằng 0. Đấy, nếu như cái biến x đầu bằng bằng 0 thì sao? Thì mình sẽ return return ra cộng với y. Đấy, x cộng với y. X cộng y. Còn nếu không, mình sẽ return ra x. Đó, có nghĩa là cái này nó sẽ chỉ cộng những cái số chẵn thôi. Đấy, và theo kết quả thì nó sẽ ra là nó vẫn ra 1. À đây, sorry. Các bạn đây phải kiểm tra biến y thì đúng hơn. Nó sẽ ra là 7. Ok chưa? Đấy. Rồi, thì giải thích một chút nhé. Tại sao mà vừa nãy thì cái biến x của mình này nó lại ra là nó lại trả ra kết quả có 1. Đây. Thì đầu tiên nó sẽ lấy số 1 cộng với số 2 không? Và là kiểm tra. Nó kiểm tra biến x là biến đầu tiên này, số 1 không chia hết cho 0 không? Thì kết quả sẽ trả ra là 1. Đấy, sau đấy nó sẽ lấy tiếp tục cái số 1 đấy, nó thao tác với cái số 3. Đấy thì lúc này cái x nó là 1 và y là 3 thì lúc này nó vẫn trả ra kết quả là 1 bởi vì số 1 không chia hết cho 2. Rồi nó tiếp theo mình nó lại lấy tiếp số 1 tương tác với số 4 thì lúc này là số 4 của mình thì số 4 và số 1 thì nó kiểm tra x là lúc này bằng 1, y lại bằng 4 thì nó sẽ thấy là cái x vẫn chưa chia hết cho 2 thì nó lại trả ra 1. Đấy, nó lại trả ra 1 là đúng thôi. Đấy cũng đúng rồi, không 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 sai. Ok chưa? Đấy. Thì đó là cái cách mà cái thằng Reducer hoạt động nó. Rồi thì tiếp đến nữa nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn một thằng nữa, đó là thằng bài toán đại khái gặp khá nhiều, đó chính là cái thằng tính trung bình. Đấy, tính điểm trung bình. Ok chưa? Đó, tính trung bình cộng. Trung bình cộng của màng thì ở đây nhá, tính trung bình cộng đó. Thì tính trung bình cộng thì đơn giản lắm, mình sẽ ship từng chấm cho brin này. Đấy, mình sẽ gọi ra array chấm stream truyền vào, mình thao tác với cái màng arr1 đi đó, được chưa? Chứ mình cộng thằng này là 1, 2, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 chia 2,5 đúng không? 2,5. Rồi tiếp đến nữa các bạn gọi cho mình cái hàm chấm a average. Ok, đây là cái mình cũng không rõ cái tiếng Tây, tiếng Tàu, à nhầm, cái tiếng Anh này nó đọc là gì. Nên là mình sẽ Google dịch xem nó đọc là cái gì để cho các bạn dễ hiểu. Average. Nghĩa của nó là trung bình cộng thì mình biết rồi, nhưng mình không biết cách đọc. Average. Average.
Đấy, ok. Thì bây giờ mình nếu như mình run thì kết quả sẽ chảy ra trả ra một con số là 2.5. Đó, các bạn muốn hiện nếu như các bạn muốn lấy ra cái thằng double thì các bạn có thể dùng cái hàm get as double. Đấy thì lúc này nó sẽ trả ra nguyên cái số cho bạn là 2.5. Đó, ok chưa? Đó. Thì như một vài bạn có hỏi ấy, như một bạn có hỏi thì cái thằng i.stream này nó làm có công dụng gì? Đó, nó làm có công dụng gì? Thì đơn giản thôi, nó sẽ giúp các bạn thu gọn code của bạn hơn đấy. Mới lại thứ hai là các bạn đỡ mất công phải viết những cái phòng mỡ, mất công phải nghĩ ra phải làm như, viết những cái phòng for hay là làm gì đấy làm cho code, khiến cho code của bạn dài ra đấy, các bạn hiểu không? Đó, ok. Đó thì video về cái thằng, đây là cái video về cơ bản nhất về cái thằng array.stream. Thì ở những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái phương thức khác, những cái phương thức khác của cái thằng i.stream này. Ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc bạn học được trình vui vẻ.